Công anh thôi, hơi mệt tín tí. Nói ghi làm ăn dạo này đen quá. Thôi mày lựa cho anh cái nành heo đẹp, nhiều tiền vào, nhiều mấy nhiều em cũng chịu cái đó. Cái đồng giá anh chịu cái, lựa cái nào được, thành ra anh lựa. Thôi mày lấy đại ra cái nào cũng được. Xong mày đem đi mày xin bùa cho anh, bùa thái á. Anh thấy mấy đứa ca sĩ diễn viên nó hay đeo bùa thái, biết là xăm lên người mà tao xăm thì tao sợ đau. Nên thôi thì mày xin cho anh hả? Thì em nói em có biết gì về bùa ngải đâu mà xem mới xiết gì nọ gì. Ông nói vậy mày có cách nào mà giúp cho tao nhìn nó giống như là bùa thái đâu không, dạng dạng vậy, đeo cho nó đổi vận, đi quánh sóc chỉ cho nó lên cho nó may may ha. Vì nói cờ bạc không giúp được gì nên thôi, nếu anh đã ngỏ lời thì em cũng muốn giúp anh luôn. Thì em có biết như Jun bò này, thật ra tiếng Thái rất dễ biết này, cứ vẽ vẽ hoằng 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 như Jun bò nhưng mà mình phiên âm tiếng Việt thôi. Thì mà em có biết được tranh ba chữ là nó đâu mày gửi qua cho anh xem coi. Thì Duy cũng đầu tiên là Duy biết cho anh là chữ chữ thật ha. Nói vậy cho con người mình sống phải thật thà, cờ bạc không nên gian dối đúng không em, cứ sống phải sống thật với chính mình nữa đó. Duy biết cho anh chữ thật. Mặt này thì thêm chữ nhẫn ha, nhẫn là phải kiên nhẫn. Nói vậy chứ ngồi sóc diễn không kiên nhẫn, đang thua là nóng lên bỏ về đâu được, thua phải ráng ngồi gỡ chứ đúng không, không gỡ được mượn tiền gỡ đó, phải nhẫn nại. Cái cuối cùng là chữ có tâm. Nói vậy chơi gì phải có tâm đó, cho nên heo phải bán cho cái nên heo thật có tâm vô đúng không. Rút ra ba chữ là thật nhẫn tâm đó. Xong đi gửi cho anh thì anh phải chặn mình, chả biết anh đang cái quần què gì mà chán thiệt á. Anh em mà thích thì có tặng khúc này, còn khúc này ta bán cho khách.